Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em giải môn toán 11 tập 1 cuốn sách thuộc bộ Trăn trở sáng tạo. Chúng ta đang ở chương 3. Bài số 2. Đó là giới hạn của hàm số. Giới hạn của dãy số ta biết rồi nhé. Bây giờ ta học giới hạn thì biết rồi, hàm số cũng biết rồi. Kết hợp lại thì chúng ta sẽ có một cái phép toán mới nha. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm, giới hạn một phía của hàm số, giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vô cực của hàm số, các loại giới hạn nha. Quan sát hình bên cho biết hình chữ nhật OHMK thay đổi nhưng điểm M luôn nằm trên đồ thị của hàm số y bằng 1 phần x bình khi lớn hơn 0. Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào khi điểm H tiến gần đến góc tọa độ và khi H tiến xa sang phía bên phải? Thì mình trả lời từ từ nhé. Bám vào câu hỏi này. Diện tích của H sẽ thay đổi như thế nào khi điểm H tiến gần đến góc tọa độ? H gần đến góc tọa độ càng gần thì khi đó chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật siêu dẹp H gần với góc tọa độ nhé, thì khi điểm H tiến gần đến góc tọa độ thì diện tích của cái hình OHMK sẽ gần bằng không, được không? Rồi tiếp theo là khi H tiến xa sang phía bên phải thì sao? Khi H tiến xa sang phía bên phải thì chúng ta cũng có một cái hình chữ nhật siêu mỏng. Được, hình chữ nhật siêu mỏng và diện tích của nó cũng sẽ gần bằng không nha. Khi điểm H tiến xa sang phía bên phải thì diện tích của OHMK cũng sẽ gần bằng không nha, gần bằng không. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm, xét hàm số y bằng fx bằng 2x bình trừ 2 phần x trừ 1. Bảng sau đây cho biết giá trị của hàm số tại một số điểm gần 1. Đây, x bằng 0, 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, 1,001, 1,01. Thằng này đang gần về 1 nè, thằng này cũng từ 2 lui về 1, được không? X thì đang gần về 1, còn giá trị của nó thì từ 2 tăng lên tới 3,99 này, từ 6 giảm xuống tới 4,02 này, còn ngay tại 1 thì nó không xác định, giá trị là không xác định. Có nhận xét gì về giá trị của hàm số khi x càng gần đến 1? Thì chúng ta nhận xét là khi x mà càng gần về 1 thì giá trị của hàm số nha, giá trị của hàm số càng gần về 4, đúng chưa? 3,99, 4,02 càng gần về 4, đúng không? Rồi ở hình 1, M là điểm trên đồ thị hàm số y bằng fx, H và B lần lượt là hình chiếu của M trên trục hoành và trục tung,
Đây, H và B. Khi điểm H thay đổi gần về điểm 1,0, H thay đổi gần về 1,0, H về 1,0. Đây, H về 1,0. Trên trục hoàn thì B thay đổi như thế nào? Khi H mà về 1,0 á, thì điểm M nó sẽ kéo xuống đây, còn điểm B nó sẽ về đây. Được không? Điểm B sẽ là 0,0,4 ha. Hình dung được không? H mà vô đây nè là 1,0 thì điểm B nó sẽ đưa về đây. Trả lời câu hỏi này nhé. Khi H dần về điểm 1,0 thì B sẽ dần về cái điểm là điểm 0,0,4. Xét hàm số ở 1, lấy dãy số xn bất kỳ sao cho xn khác 1. Đây, hàm số ở 1, xn khác 1 là vì đảm bảo cho mẫu khác 0, và lim của xn là bằng 1. Lim xn bằng 1 có nghĩa là xn này sẽ tiến về 1, được không? Giới hạn của dãy số ta học rồi, lim của dãy số này nè tiến về 1, thì khi đó chúng ta sẽ có fxn, nghĩa là chỗ nào có chữ x đó, thì mình thay bằng chữ xn. 2xn bình trừ 2 xn trừ 1. Ở đây là đặt 2 làm nhân tử chung, trong ngoặc còn là x bình trừ 1 là x cộng 1 nhân x trừ 1 là hàm đẳng thức. Này x trừ 1, vì chúng ta lấy xn khác 1 cho nên chúng ta có thể rút gọn nó đi nghe. Còn 2xn cộng 2, do đó lim của fxn bằng lim của 2xn cộng 2, mà xn thì chúng ta biết rồi, lim xn thì bằng 1, lim xn thì bằng 1, thay vô đây được là 2 nhân 1 cộng 2 bằng 4. Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn là 4 khi x dần tới 1. Dưới đây ta viết là khoảng k thay cho các khoảng AB, khoảng âm vô cùng đến B, khoảng A đến dương vô cùng, hay từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Định nghĩa như sau: cho điểm x0 thuộc khoảng K và hàm số y bằng fx xác định trên K, hoặc là K hiệu đi x0. Có thể là x0 không xác định cũng được. Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn hữu hạn là L khi x dần tới x0, nếu dãy số xn bất kỳ, xn thuộc K hiệu đi x0 và xn tiến đến x0 thì fxn tiến đến L, ký hiệu lim của fx, lim fx khi x dần tới x0 bằng L, hay fx sẽ tiến tới L khi x tiến tới x0. Cho hàm số fx bằng x bình trừ 4 chia cộng 2 tính lim fx khi x tiến tới trừ 2. Chúng ta cũng làm y hệt vậy nhé, làm y hệt vậy đây. Hàm số y bằng fx xác định trên R hiệu đi trừ 2. Bài tập xác định nha, R hiệu đi trừ 2. Giả sử xn là dãy số bất kỳ, thỏa mãn xn phải khác đi trừ 2 để đảm bảo mẫu khác 0 với mọi n, và xn tiến đến trừ 2 khi n tiến tới dương vô cùng. Ta có lim fxn bằng lim chỗ nào mà có chữ x thì thay bằng chữ xn, ở trên tử là hàm đẳng thức, rút gọn đi. Còn lim của xn trừ 2, lúc nãy chúng ta nói xn tiến đến trừ 2, thay trừ 2 vô, trừ 2 trừ 2 nữa là thành trừ 4. Nhận xét lim của x khi x tiến tới x0 là bằng x0, lim của c khi x tiến tới x0 bằng c là hằng số. Vậy chúng ta sẽ có các ví dụ như sau. Câu A, lim của x tiến tới 3
Bây giờ chúng ta sẽ đặt nhé, đặt đạt FX sẽ bằng 2x bình trừ x, FX bằng 2x bình trừ x, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tập xác định trước ha. Hôm nay là tập xác định D bằng R, ổn chưa? Tập xác định trước. Tiếp theo thầy sẽ là xét đi, hay giả sử cũng được, giả sử một cái dãy số xn, xn là dãy số bất kỳ, thằng này không có điều kiện gì nhé, xn là dãy số x, dãy số bất kỳ, và lim của xn, lim của xn, xn đang x đang tiến tới 3 ha, cho nên mình sẽ cho lim của nó bằng 3, lim của xn bằng 3, được không? Bằng 3 này nè, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có lim của fxn, lim fxn bằng lim thay vô là 2xn bình trừ xn bằng giới hạn của 2 á thì bằng 2, giới hạn của xn thì bằng 3, bình lên là 3 bình, trừ giới hạn của lim, giới hạn của xn thì bằng 3, bằng 9, 18 là còn 15, 15. Vì vậy có thể kết luận là vậy, lim 2x bình trừ x khi x tiến tới 3 thì bằng 15. Câu B, đặt fx bằng x bình cộng 2x cộng 1 chia x cộng 1. Làm tập xác định trước nha, tập xác định D bằng R hiệu D trừ 1, D bằng R hiệu D trừ 1. Giả sử xn là dãy số bất kỳ, nó là dãy số bất kỳ nhưng mà phải thỏa mãn đó là xn luôn khác trừ 1 với mọi n, xn luôn khác trừ 1 với mọi n, và lim của xn thì bằng lim xn này, x tiến tới trừ 1 bằng trừ 1, được chưa? Bây giờ mình sẽ tính lim của fxn bằng lim xn bình cộng 2xn cộng 1 chia xn cộng 1 bằng lim ở trên là hàm đẳng thức nha, xn cộng 1 tất cả bình chia xn cộng 1, rút gọn đi thì nó bằng lim của xn cộng 1, mà lim của xn thì nó sẽ bằng trừ trừ 1 cộng 1 thì sẽ ra là 0, ra là 0. Như vậy có thể kết luận là vậy, lim của x bình cộng 2x cộng 1 chia x cộng 1 khi x tiến tới trừ 1 sẽ bằng 0, x tiến tới trừ 1 bằng 0. Các phép toán về giới hạn hữu hạn của hàm số cho hai hàm số y bằng fx bằng 2x và y bằng gx bằng x phần x cộng 1. Giả sử xn là dãy số bất kỳ thỏa mãn xn khác trừ 1, điều kiện như mẫu này, với mọi n, và xn tiến đến 1 khi n tiến ra dương vô cùng.
tính giới hạn lim fxn cộng qxn lim fxn cộng với qxn bằng lim fxn thì nó bằng là 2xn, gxn là xn phần xn cộng 1, được chưa? Bằng, nhưng mà giới hạn của 2 thì bằng 2, giới hạn của xn thì nó sẽ ra là 1 nha, xn nó sẽ ra là 1, được không? Xn ra là 1 rồi, xn tính đến 1 rồi nghe, trong phải ra trừ 1 đâu nghe, thằng này điều kiện, thằng này khác nhau nghe, cộng với 1 phần 1 cộng 1 là 2, cộng với 1 phần 2 là 5 phần 2. Từ đó tính giới hạn câu B lim của fx cộng gx khi x tiến tới 1 thì nó sẽ bằng là 5 phần 2. Rồi so sánh với hai cái giới hạn riêng nha. So sánh với hai giới hạn riêng lim fx x tiến tới 1 cộng lim gx x tiến tới 1. Đây lim fxn thì bằng lim của 2xn bằng 2 nhân 1 là 2, lim gxn bằng lim xn phần xn cộng 1 bằng 1 phần 1 cộng 1 là 1 phần 2. Thằng này có thể suy ra lim của fx khi x tiến tới 1 thì bằng 2, lim của gx khi x tiến tới 1 là bằng 1 phần 2, cộng hai thằng này lại, lim fx cộng lim gx khi x tiến tới 1 bằng 2 cộng với 1 phần 2 là 5 phần 2. Từ các phép toán về giới hạn hữu hạn của dãy số, ta nhận được các kết quả sau. Lim của tổng thì bằng tổng, lim của hiệu thì bằng hiệu, lim của tích thì bằng tích, lim của thương thì bằng thương. Nếu fx lớn hơn hoặc bằng 0 và lim fx bằng l, l lớn hơn bằng 0 thì lim của căn bằng căn, dấu của fx được xét trên khoảng tìm giới hạn x khác x0. Nhận xét lim của x mũ k khi x tiến tới x0 là bằng x0 mũ k, k là số nguyên dương. Lim cfx khi x tiến tới x0 bằng c lim fx x tiến tới x0 nếu tồn tại cái lim này. Tính các giới hạn sau. Về bản chất tính giới hạn là chúng ta thay vô thôi, nghe thay vô. Ví dụ lim của này thay 1 vô đây nè thì nó ra 1 bình. Này 1 bình trừ 4 nhân 1 trừ 4 nhân 1 cộng với 2 tính ra bằng âm 1. Cái này cũng thay vô nghe là 3 nhân 2, 3 nhân 2 trừ 2 phần 2 nhân x thay bằng 2 nhé, 2 nhân 2 cộng 1. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm cái ví dụ 2 là thay vô dễ bằng tự thay nghe. Bây giờ thầy sẽ làm cho bạn ví dụ 3. Trong sách nó cũng có rồi ha. Lim x tiến tới 2 của x bình trừ 4 chia x trừ 2. Này thì chúng ta sẽ hàm đẳng thức nhé. X trừ 2 phần x cộng 2
chỉ trừ 2, rút gọn đi x chín tới 2 của x cộng cộng 2, thay số 2 vô, 2 cộng 2 là được 4. B, limit tiến tới 2 của căn x cộng 1 trừ 2 chỉ trừ 3. Thằng này thì chúng ta sẽ nhân lượng liên hợp nhé, nhân lượng liên hợp, nhân kẻ tử và mẫu cho lượng liên hợp. Căn trừ 2 giờ thầy sẽ nhân với căn cộng 2, nhân kẻ tử mẫu cho lượng này nè. Để nhân tử thì phải nhân nhân mẫu. Được chưa? Ở trên này thì hàng đẳng thước limit tiến tới 2, căn trừ 2 nhân căn cộng 2 là a bình trừ b bình trừ 2 bình. Dưới mẫu thì chép lại nha. À, 1 mà trừ cho 4 là còn trừ 3, x trừ 3 rút gọn x trừ 3, còn 1 phần căn x cộng 1 cộng 2 bằng 1 phần, thay vô đây là x tiến tới 2 hay tiến tới 3, tiến tới 3, tiến tới 3, căn của 3 cộng 1 nha, căn của 3 cộng 1 cộng 2 bằng 3 cộng 1 là 4, căn 4 là 2, 2 cộng 2 là 4. Như vậy chúng ta sẽ có hai dạng nha, hai dạng này hay ra thi nè. Tất nhiên bài nó còn khó hơn nhiều. Tìm các giới hạn sau. Lim của x bình cộng 5x trừ 2 khi x tiến tới trừ 2, thay vô nha, bằng trừ 2 bình cộng 5 nhân trừ 2, 5 nhân trừ 2 và trừ cho 2 mới tính ra. Trừ 8, lim x tiến tới 1 của x bình trừ 1 phần x trừ 1 bằng lim x tiến tới 1. Thằng này thì chúng ta làm gì? Đó là đưa về hàng đẳng thức, rút gọn đi thì còn lim của x cộng 1 khi x tiến tới 1 là 1 cộng 1 bằng 2. Thay số 1 cho đây nè. Giới hạn một phía. Giá cước vận chuyển bưu kiện giữa hai thành phố do một đơn vị cung cấp được cho bởi bảng sau. Khối lượng bưu kiện 100g, giá cước cận vùng 1000 đồng. Đến 1 là 6, trên 1, đến 2,5 là 7, trên 2,5, đến 5 là 10. Bảng giá cước. Nếu chỉ xét trên khoảng từ 0 đến 5, tính theo 100g thì hàm số giá cước tính theo 1000 đồng xác định như sau. X là 6, 6.000 đồng nếu x thuộc từ 0 đến 1, 7 nếu 1 đến 2,5 và 10 từ 2,5 đến 5. Đồ thị của hàm số như hình 2. Đây nó là gồm có những đường ngang. Đường ngang. Giả sử xn là dãy số bất kỳ sao cho xn thuộc từ 1 đến 2,5 và lim
của xn bằng 1 tính lim fxn. Xn lim xn 1 nhé. Câu A nó dễ xử vậy rồi nhé. Bây giờ tính lim của fxn, nhưng mà lim của xn là bằng 1. Xn là thuộc khoảng từ 1 đến 2,5. Xn là thuộc khoảng từ 1 đến 2,5. Lim xn là 1, cho nên giá trị của nó sẽ ra là 7 nè. Được không? Giả sử xn phải của lòng chạy số bất kỳ, sao cho xn phải thuộc khoảng từ 0 đến 1 và lim xn phải là bằng 1. Tính lim fxn phải b lim fxn phải từ 0 đến 1 nhé, thì giá trị của nó sẽ là 6, bằng 6. Nhận xét gì về kết quả ở câu A và câu B? Thì hai cái dãy này đều tiến về 1, nhưng mà kết quả của câu A và câu B khác nhau. Hai dãy số xn và xn phải đều ghi về đây. Mặc dù lim của xn thì bằng 1, được chưa? Lim xn 1, rồi lim của xn phải cũng bằng 1, nhưng mặc dù hai cái lim này bằng nhau, nhưng lim của fxn lại khác với lim của fxn phải. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng từ dương vô cùng, xin lỗi, x0 đến b. Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn bên phải là số l khi x dần tới x0. Nếu dãy số xn bất kỳ x0 bé hơn xn bé hơn b và xn tiến tới x0 thì fxn tiến tới l, ký hiệu lim fx khi tiến tới x0 cộng bằng l. Chúng ta có thể hiểu x0 cộng, ví dụ lâu lâu cô giáo trên lớp cho điểm 8 cộng á. 8 cộng có nghĩa là hơn 8 một xíu thôi. Nhưng nó vẫn là 8 nhé, hơn 8 một xíu nhưng vẫn là 8. Khuyến khích thêm cái cộng, vẫn là 8 nhé. Nếu mà lên nữa thì người ta cho điểm là 8,5 hay là 8,25 rồi, ta chỉ cho 8 cộng thôi. Còn 8 trừ thì tương tự, là bé hơn 8 một xíu nhưng vẫn là 8 nhé. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng từ a đến dương vô cùng, từ a đến x0. Trong mấy cái này lý thuyết là rất khó với các bạn, đúng không? Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn bên trái là số l khi x dần tới x0. Nếu dãy số xn bất kỳ a bé hơn xn bé hơn x0 và xn tiến tới x0 thì fxn tiến tới l, ký hiệu lim fx khi x tiến tới x0 trừ bằng l. Chỗ này là bé hơn x0 nè, nghe bé hơn một xíu, x0 trừ là bé hơn x0 một xíu. Còn x0 cộng á, thì là lớn hơn x0 một xíu nha, lớn hơn xíu thôi. Chú ý, ta thường nhận các kết quả sau đây. Nếu mà lim của fx khi x tiến tới x0 cộng bằng l, lim của fx khi x tiến tới x0 trừ bằng l, khi và chỉ khi lim fx khi x tiến tới x0 bằng l. Nếu lim fx khi x tiến tới x0 cộng khác
Lim Fx khi x chiếm tí không trừ thì không tồn tại lim khi x chiếm tí không. Các giới hạn về giới hạn, các phép toán về giới hạn hữu hạn của hàng số âm mục 2 vẫn đúng khi ta thay x chiếm tới 0 bằng x chiếm tới 0 cộng hoặc x chiếm tới 0 không trừ. Bây giờ chúng ta sẽ cho hàm số fx bằng 0 khi x bé hơn 0 và bằng 1 khi x lớn hơn 0, tính lim fx khi x tiến tới 0 x không cộng, không cộng và không trừ, có tồn tại giới hạn lim fx khi x tiến tới 0 hay không nha. Ở đây tôi có bài giải này, nhiều khi đọc bài giải mà vẫn không hiểu gì à. Câu A à, giả sử xn lời giải rất quen thuộc nhé, là dãy số bất kỳ à, là dãy số bất kỳ, cái dãy số xn đầu tiên nó lớn hơn không, được chưa, nó lớn hơn không và xn tiến về không, dãy xn tiến về không á, dãy xn tiến về không à, lim của xn là bằng không. À, dãy xn tiến về không, vì lim cho dễ nhìn nha. Xn này dương, khi đó cái fxn của mình là bằng 1. Đây, khi xn mà dương á thì cái dãy số của mình là 1. Khi đó fxn 1 nên lim của fxn giới hạn của 1 thì bằng lim của 1 thì bằng 1. Nha. Vậy lim của fx khi tiến tới 0 cộng thì bằng 1. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này, x tiến tới 0 cộng là lớn 0 nha, x lớn 0. X lớn 0 là này nè, x lớn 0 này. Lớn 0 thì ra 1. Rồi, theo thứ hai, giả sử xn là dãy số bất kỳ, dãy số bất kỳ và xn biến không và lim của dãy xn thì bằng không, khi đó thì f của xn của mình sẽ bằng không. Khi x mà bé hơn không thì f xn bằng không. Khi đó fxn bằng 0 nên lim của fxn thì bằng lim của 0 bằng 0. Có thể kết luận là vậy, lim của fx khi tiến tới 0 trừ thì bằng 0, không trừ thì bằng 0. Không trừ nghĩa biến không, không trừ biến không thì ra không, vì hai cái giới hạn này khác nhau cho nên không tồn tại lim, vì lim của fx khi tiến tới không cộng khác lim fx khi tiến tới không trừ nên không tồn tại lim fx khi tiến tới không. Chưa, rồi chúng ta sẽ làm bài này. Câu A, giả sử xn, giả sử xn là dãy số bất kỳ, được chưa, trừ 1 cộng là lớn hơn trừ 1 nhé, xn trừ 1 cộng này mới đó, trừ 1 cộng là lớn hơn trừ 1 nha, xn lớn hơn trừ 1
Nhưng mà và XN này sẽ tiến về, mặc dù nó lớn hơn trừ 1 nhưng mà nó là tiến tới trừ 1. Được chưa? XN là tiến tới trừ 1. Khi đó là fxn, xn lớn hơn trừ 1 là lấy dưới nhé, fxn là bằng xn bình cộng 2 lim fxn bằng lim xn bình cộng 2 bằng xn là tiến tới trừ 1 nhé, là bằng trừ 1 bình cộng 2, trừ 1 bình là 1, 1 cộng 2 là được 3. Giả sử xn là dãy số bất kỳ, bây giờ là trừ 1 trừ nhé, xn bé hơn trừ trừ 1 ha, xn bé hơn trừ 1 và xn cũng sẽ tiến tới trừ 1. Khi đó fxn của thầy bé hơn trừ 1 thì nó là 1 trừ 2x, 1 trừ 2xn lim fxn bằng lim của 1 trừ 2xn bằng 1 trừ 2 xn thì tiến về trừ trừ 1 bằng 3. Chúng ta thấy hai cái lim này bằng nhau hả? Vì lim hồi nãy chưa có vậy hả, chưa có vậy, vậy lim fx khi tiến tới thằng này là trừ 1 mà lớn hơn là trừ 1 cộng bằng 3. Vậy lim fx khi tiến tới trừ 1 trừ thì cũng bằng 3 luôn à. Được chưa? Vậy vì lim fx khi tiến tới trừ 1 cộng bằng lim fx khi tiến tới trừ 1 trừ và đều bằng 3, bằng 3 nên lim fx khi tiến tới 1 trừ 1 nhé, bằng 3. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực. Cho hàm số fx bằng 1 bằng x có đồ thị như hình 3. Tìm các giá trị còn thiếu trong bảng sau. 10 thì ra 0,1, 100 thì ra. Này tính dễ mà, phải không? Mười thì ra 0,1, 100 thì ra 0,01, 1.000 thì ra 0,001, 10.000 thì ra 0,0001, 100.000. Đếm số 0 đủ là được, 1, 2, 3, 4, 5 số 0 là được, 2, 3, 4, 5. Từ đồ thị và bảng trên có nhận xét gì về giá trị của fx khi x càng lớn? Khi x
càng lớn là dần tới, càng lớn là dần tới dương vô cùng, thì giá trị Fx dần tới 0, giá trị Fx dần tới 0. Tìm các giá trị còn thiếu trong bảng sau, nó cũng giống y chang à. Đây có thêm dấu trừ thôi nha. Từ đồ thị bài bảng trên có nhận xét gì về giá trị Fx khi x càng bé là dần tới âm vô cùng? Khi x càng bé dần tới âm vô cùng thì giá trị Fx sẽ dần về 0. Giá trị Fx dần về 0. Xét hàm số y bằng Fx ở 4, lấy dãy số xn bất kỳ sao cho xn khác 0, lim của xn bằng dương vô cùng, khi đó lim Fxn bằng lim 1 phần xn thì bằng 0. Cho hàm số y bằng Fx xác định trên khoảng a đến dương vô cùng. Ta nói hàm số y bằng Fx có giới hạn hữu hạn là số l khi x tiến tới dương vô cùng. Nếu với dãy số xn bất kỳ xn lớn hơn a, xn đang dần tới dương vô cùng thì Fxn dần tới l, ký hiệu lim Fx khi x tiến tới dương vô cùng bằng l, hay Fx tiến tới l khi x tiến tới dương vô cùng. Để học lim rồi mình cứ ghi cái này, nó càng ghi nó càng rối mới đó nha. Để học xong định nghĩa của lim rồi thì viết cho nó gọn gọn lại bớt được không? Này nghe cái khúc này mình đã đọc là muốn chết rồi, còn ký hiệu rồi còn hay nữa. Cho hàm số y bằng Fx xác định trên khoảng âm vô cùng đến a. Ta nói hàm số y bằng Fx có giới hạn hữu hạn là số l khi x dần tới âm vô cùng. Nếu với dãy số xn bất kỳ, xn luôn bé hơn a, xn tiến tới âm vô cùng và thì Fxn sẽ tiến tới l, ký hiệu lim Fx khi x tiến tới âm vô cùng bằng l. Nói chung hàm số thì chúng ta sẽ đưa về dãy, dãy số nha. Ý tưởng là vậy. Hàm số xác định trên các khoảng là âm vô cùng đến trừ 2 và trừ 2 đến dương vô cùng. Giả sử xn là dãy số sao cho xn lớn hơn trừ 2, xn tiến tới dương vô cùng, ta có lim Fxn bằng lim 2xn trừ 1 chia xn cộng 2. Cái lim này là hàm phong thức chia cả tử và mẫu cho xn. 2xn chia xn còn 2, 1 phần xn này còn 1, cộng với 2 phần xn, 2 ghi lại, thay vô lim của 1 phần xn thì ra 0, lim 2 phần xn cũng ra 0. Vậy có thể đọc thêm nghe. Chú ý, với C là hằng số và K là số nghiêng dương, ta luôn có lim của C bằng C, x tiến tới cộng trừ vô cùng nghe. Lim của C mà chia với mũ K thì bằng 0, cộng hay trừ vô cùng đều được. Các phép toán trên giới hạn hàm số ở 1, 2 vẫn đúng khi thay x tiến tới x0 bằng x tiến tới dương vô cùng hoặc x tiến tới âm vô cùng. Tính lim của thằng này, ta dùng kỹ thuật đó là chia thôi. Rồi chia lại nè. Lim x tiến tới âm vô cùng x bình trừ 3x chia cho 2x bình cộng 1 bằng lim x tiến tới âm vô cùng x bình chia x bình được 1, 3x chia x bình là 3 phần x, 2x bình chia x bình là còn 2, 1 phần x bình, giới hạn của 1 bằng 1, giới hạn 3 phần x là 0, giới hạn 2 này 0 bằng 1 phần 2.
tìm các giới hạn sau. Xịn còn dài nè, còn được được. Cái này thì cũng chi thôi. Liêm ít tiến tới dương vô cùng. Một trừ ba ít bình chi ít bình cộng hai ít bằng liêm ít tiến tới dương vô cùng. À, chi cho ít bình nhé. Một phần ít bình trừ ba, một cộng hai phần ít bằng không trừ ba chia một cộng không bằng âm ba. B liêm ít tiến tới âm vô cùng hai ít cộng một bằng, ở đây thầy chia cho ít nhé, thằng to nhất chia to nhất là được, là hai phần ít, hai phần ít, ít chia được một, một phần ít, liêm của hai phần ít thì ra không, một là một, một phần ít cũng ra không, bằng không. Một cái hồ đang chứa 200 mét khối nước mặn với nồng độ là 10 kg trên mét khối nồng độ muối á. Người ta ngọt hóa nước trong hồ bằng cách bơm nước ngọt vào hồ với tốc độ là 2 mét khối trên phút. Viết biểu thức CT biểu thị nồng độ muối trong hồ sau T phút kể từ bắt đầu bơm. Mà tổng giải ha, cái hồ này đang là 200 rồi, tôi cùng nhau giải bài này nhé. Nó là gồm có muối, nhép ở đây nha, muối và nước, được không? Muối và nước muối là 10 kg trên 1 mét khối, 10 kg muối trên 1 mét khối, mà ở đây là 200 mét khối. Được chưa? 200 mét khối. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân chéo chia ngang, nhân chéo chia ngang. Đầu tiên chúng ta sẽ tính khối lượng muối. Có trong khối lượng muối có trong 200 mét khối nước mặn là sẽ lấy 200 nhân 10 là bằng 2.000 kg. Khối lượng muối có trong 200 mét khối nước mặn là 2.000 kg. Bắt đầu người ta bơm vô. Giờ mình sẽ tính khối lượng nước lúc T phút là lúc đầu là nó có 200 mét khối nước, vì lúc sau nè cứ 1 phút thì nó là 2 mét khối, thì T phút thì nó sẽ là 2T, được không? Sau T phút sẽ là 2T, đơn vị sẽ là mét khối, đúng không? Cứ 1 phút là 2 mét khối, 2 phút, 3 phút, 4 phút thì nhân lên,
yêu cầu là biểu thức CT biểu thị nồng độ muối trong hồ sau T phút. CT là nồng độ muối, CT là nồng độ muối, được chưa? Nồng độ muối có nghĩa là nồng độ muối trên nước đó. Nồng độ muối, muối của mình là 2000 thì lúc nào cũng là 2000 rồi, đúng không? Còn nước thì bây giờ nó có thay đổi chút ít, nó không còn là 200 nữa mà nó cộng thêm 2T. Tính giới, tìm giới hạn lim CT khi T tiến tới dương vô cùng. Lim CT khi T tiến tới dương vô cùng bằng lim T tiến tới dương vô cùng 2000 chia 200 cộng 2T. Ở đây sẽ chia T nhé. Lim T tiến tới dương vô cùng 2000 chia T, 200 chia T cộng 2. Giới hạn này bằng 0, giới hạn này bằng 0, giới hạn này bằng 2, kết quả bằng 0. Vậy giải thích ý nghĩa như vậy, khi T tiến tới dương vô cùng là khi thời gian rất lớn, khi thời gian rất lớn, khi thời gian rất lớn thì nồng độ muối, thì nồng độ muối sẽ gần bằng không, gần bằng không, được chưa? Khi thời gian rất lớn thì nồng độ muối sẽ gần bằng không và hồ thì trở thành hồ nước mặn. Lúc đó hồ trở thành hồ nước ngọt, không còn nước mặn nữa mà nước ngọt, gọi là ngọt hóa nha. Chúng ta sẽ đến giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm cho hàm số fx bằng 1/(x-1) có đồ thị như hình 4. Tìm các giới hạn còn thiếu trong bảng sau. X đang 1,1, 1,01, 1,001. Rồi đây, thay vô thôi, thay vô bấm nghe. Này thì tính nhẩm cũng được. 1,1 thì ra 10, 1,01 thì ra 100, 1,001 thì ra 1000. Còn 1,0001, bạn không tin thì bạn có thể bấm máy nghe, ra 10.000. Có nhận xét gì về giá trị của ý biết khi x dần tới 1 phía bên phải? Khi x dần tới 1 phía bên phải thì giá trị của fx sẽ dần tới dương vô cùng, dần tới dương vô cùng. Tìm các giá trị còn thiếu trong bảng sau, tương tự như vậy, khác gì? Mình thay dòng bấm nhé. 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999 này, y bằng fx trừ 10 trừ 100, này là trừ 1000, này là trừ 10.000, trừ 10.000. Từ đồ thị và bảng trên có nhận xét gì về giá trị fx khi x dần tới 1 phía bên trái? Khi x dần tới 1 phía bên trái thì giá trị fx sẽ dần tới, thằng này là âm vô cùng. Rồi, chúng ta sẽ có định nghĩa như sau. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng x0 đến b, ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn bên phải là dương vô cùng. Khi x dần tới 0 về bên phải
Nếu với dãy số xn bất kỳ xn lớn hơn x0 bé hơn b và xn tiến tới x0 thì fxn sẽ bằng dương vô cùng ký hiệu lim fxn, lim fx khi x tiến tới x0 cộng bằng dương vô cùng, hay cái này viết chi biết nhỉ? Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn bên phải là âm vô cùng khi x dần tới x0 về bên phải. Nếu với dãy số xn bất kỳ xn lớn hơn x0 bé hơn b và xn tiến tới x0 thì fxn sẽ tiến tới âm vô cùng, ký hiệu lim fx khi x tiến tới x0 cộng bằng âm vô cùng. Chú ý các giới hạn lim fx khi x tiến tới âm x0 trừ bằng dương vô cùng, lim fx khi x tiến tới 0 trừ bằng âm vô cùng, lim fx khi x tiến tới dương vô cùng bằng dương vô cùng, lim fx khi x tiến tới dương vô cùng bằng âm vô cùng, lim fx khi x tiến tới âm vô cùng bằng dương vô cùng, lim fx khi x tiến tới âm vô cùng bằng âm vô cùng được định nghĩa tương tự như trên. Ta có các giới hạn thường dùng như sau. Nói này chúng ta dễ. Lim của một phần x trừ a khi x tiến tới a cộng là bằng dương vô cùng. Lim một phần x trừ a khi x tiến tới a trừ là âm vô cùng. Lim x mũ k là bằng dương vô cùng. Lim x mũ k x tiến tới âm vô cùng. K là số nguyên dương chẵn là bằng dương vô cùng. Lim x mũ k x tiến tới âm vô cùng bằng âm vô cùng. K là số nguyên dương lẻ. Thằng này nè, vô cùng nhưng mà lẻ, âm mà mũ lẻ thì ra âm, âm mà mũ chẵn thì ra dương nha. Rồi còn lại thì gặp bài thì nói cho dễ nha. Câu C. Các phép toán trên giới hạn hàm số của mục 2 chỉ áp dụng được khi tất cả các hàm số được xét có tính hữu hạn với giới hạn vô cực. Ta có một số quy tắc sau đây. Lim fx x tiến tới 0 cộng bằng l, l khác 0. Lim gx khi x tiến tới 0 cộng bằng dương vô cùng. Nguyện nhân nhé. Có nghĩa là số mà nhân vô cùng thì ra vô cùng. Số mà nhân vô cùng ra vô cùng. Dương mà nhân dương ra dương. Dương nhân âm ra âm. Đó hết. Còn mấy cái còn lại tương tự. Nha. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với ví dụ 7. Lim khi x tiến tới 2 cộng là cũng là thay vô nghe. Là phải thay vô không? Đang tính trên tử. Người ta ra kết quả là âm vô cùng. Thầy làm như thế này. Người ta trình bày như thế này. Rồi làm trình bày giống sách nha. Lim x tiến tới 2 cộng của 1 trừ 2x thay vô là 1 trừ 2 nhân 2 là bằng trừ 3. Trừ 3 là biến 0. Lim x tiến tới 2 cộng của 1 phần x trừ 2 theo định nghĩa thì thằng này bằng dương vô. Dương vô cùng. Lim x tiến tới 2 cộng của 1 trừ 2x phần x trừ 2 bằng lim x tiến tới 2 cộng của 1 trừ 2x nhân với 1 phần x trừ 2 bằng số mà nhân vô cùng thì ra vô cùng, trừ nhân cộng thì ra trừ.
Tiếp tục câu B. Lim x tiến tới âm vô cùng của x bình cộng 1 bằng, đặt cái mũ to ra nhé, lim x tiến tới âm vô cùng, đặt mũ 2 ra, trong ngoặc cộng 1 trừ 1 phần x mũ 2 bằng, vì lim x tiến tới âm vô cùng của x bình vô cùng mà mũ 2 lên á thì vẫn ra vô cùng, còn lim x tiến tới âm vô cùng của 1 cộng 1 phần x bình bằng 1 cộng với 0 bằng 1, số nhân vô cùng thì ra vô cùng, dương nhân dương thì ra dương. Tính các giới hạn sau. Câu A, lim x tiến tới 3 trừ của 2x phần x trừ 3 bằng lim x tiến tới 3 trừ, này giống sáu là tách ra là 2x nhân với 1 phần x trừ 3. Cái kỹ thuật này thì chỉ làm được cho mấy bài kiểu này thôi nghe, tuy nhiên đổi điền cái là hết làm được. Vì lim x tiến tới 3 trừ của 2x thay vô 2 nhân 3 thì bằng 6, lim x tiến tới 3 trừ của 1 phần x trừ 3 thì bằng âm vô cùng, 6 nhân vô cùng thì ra vô cùng, âm nhân dương thì ra âm. Câu B, lim x tiến tới dương vô cùng của 3 x trừ 1 bằng lim x tiến tới dương vô cùng, đặt x ra, 3 trừ 1 phần x bằng lim, vì lim x tiến tới dương vô cùng của x thì bằng dương vô cùng, lim x tiến tới dương vô cùng của 3 trừ 1 phần x thì bằng 3 trừ 0 bằng 3, vô cùng mà nhân 3 là vô cùng, cộng nhân cho ra cộng vô cùng. Ở tình huống đầu bài gọi x là hoành độ của h, tính diện tích SX của hình chữ nhật OHMK theo x, diện tích này thay đổi như thế nào khi x dần tới 0 cộng và x dần tới dương vô cùng. Hoành độ của h, diện tích diện tích của OH MK là bằng dài nhân rộng OH nhân với OK, x là hoành độ thì OH là x, còn y của nó là 1 phần x bình, rút gọn đi thì còn 1 phần x. Bây giờ mình sẽ tính lim khi x dần tới 0 cộng, lim của SX khi x dần tới 0 cộng bằng lim x dần tới 0 cộng x dần tới 0 cộng
1 phần x, 1 mà chia cho 0 cộng thì ra dương vô cùng. À, như vậy lúc đầu mình nhận định bị sai rồi đó. Lim của x khi x dần tới dương vô cùng bằng lim của 1 phần x khi x dần tới dương vô cùng. Thằng này thì bằng bằng 0. Như vậy khi x mà ra dương vô cùng thì ra 0, x dần tới 0 cộng thì ra dương vô cùng. Như vậy nhận định lúc nãy là sai nha. Nhận định trực quan từ đầu. Rồi, ta đến phần bài tập. Tính lim x tiến tới trừ 2 x bình trừ 7 x cộng 4 thay vô trừ 2 bình trừ 7 nhân trừ 2 cộng 4 bằng 4 cộng 14 cộng 4 là được 22. Đó là xong câu A. Giờ tới câu B. Lim x tiến tới 3 của x trừ 3 chia x bình trừ 9 bằng lim x tiến tới 3 x trừ 3 này là x trừ 3 nhân x cộng 3 bằng lim x tiến tới 3 của 1 phần x cộng 3 bằng 1 phần 6. Thay 3 cho 1 phần 6. Và câu C, lim x tiến tới 1 của 3 trừ căn x cộng 8 chia x trừ 1 bằng lim x tiến tới 1 nhân lượng liên hợp nhé, nhân với lại là 3 cộng căn x cộng 8 x trừ 1 nhân 3 cộng căn x cộng 8 bằng lim x tiến tới 1. Thằng này là 9 trừ cho x trừ 8 này x trừ 1 viết lại nghe. Thằng này là 3 cộng căn x cộng 8 bằng lim x tiến tới 1. Rút gọn đây thì còn là 1 trừ x trừ 1 3 cộng căn x cộng 8. 1 trừ x mà chia cho x trừ 1 thì bằng 21 phần 3 cộng căn x cộng 8 bằng trừ 1 phần 3 cộng bằng 21 phần 6. Câu 2, lim của fx khi x tiến tới 1 cộng. X tiến tới 1 cộng là x sẽ như thế nào với 1? Lớn hơn? Lớn 1. Lim x tiến tới 1 cộng. Lớn 1 là lấy thằng này nhé, lấy x nhé, thay vô là được 1. Lim fx khi x tiến tới 1. 1 trừ. 1 trừ là biến 1 nhé. Nó là trừ x bình thay vô trừ 1 bình bằng trừ trừ 1. Vì lim fx khi x tiến tới 1 cộng khác lim fx khi x tiến tới 1 trừ nên không tồn tại ha, không tồn tại. Lim fx ký tiến tới 1.
Câu 3, liêm x tiến tới dương vô cùng của 4x cộng 3 phần 2x chia nhé. Bốn cộng ba phần x chia hai bằng bốn cộng không chia hai bằng hai. Câu b, liêm x tiến tới âm vô cùng của hai phần ba x cộng một bằng liêm x tiến tới âm vô cùng. Chúng ta sẽ chia x nhé, hai phần x, ba cộng một phần x, 0 phần 3 cộng 0 bằng 0. Câu C, liêm x tiến tới dương vô cùng của căn x bình cộng 1 chia x cộng 1 bằng chia cho x nhé. Nhưng mà x và đem vào trong căn thì thành x bình ha. X bình chia x bình được 1, x chia x được 1, 1 cộng 0 chia cho 1 cộng 0 bằng 1. Tính giới hạn sau. Câu A, liêm x tiến tới trừ 1 cộng của 1 phần x cộng 1. Thằng này thì đúng, đúng lý thuyết nhé, đúng lý thuyết nhé, đúng lý thuyết là nó sẽ bằng dương vô cùng ha. Còn muốn giải thích thì có thể giải thích như sau nè. Vì liêm của 1 thì bằng 1. Liêm của x cộng 1 thì bằng 0. Số chia 0 thì ra vô cùng nha, số chia 0 ra vô cùng. X tiến tới trừ 1 cộng thì x nó sẽ lớn hơn trừ, trừ 1 chuyển vế qua, x cộng 1 sẽ lớn hơn, lớn hơn 0. Dương chia dương thì ra dương. Làm kiểu này đi, khỏi phải học thuộc nhiều. Học thuộc bên kia nó thay đổi cái chết á. Câu B, liêm x tiến tới âm vô cùng của 1 trừ x bình đặt ra, x tiến tới âm vô cùng đặt x bình ra trong ngoặc còn 1 phần x bình trừ 1 bằng. Vì liêm x tiến tới âm vô cùng của x bình thì bằng dương vô cùng. Thế vô nha, liêm x tiến tới âm vô cùng của 1 phần x bình trừ 1, thằng này thì ra 0, trừ 1 thì ra âm, âm 1 phần âm vô cùng. Câu C, liêm x tiến tới 3 trừ, ngoài cái phương pháp trình bày trong sách thì chúng ta sẽ làm một cách khác nha. Bằng vì liêm của x khi x tiến tới 3 trừ thay vô là được 3 lớn 0. Liêm của 3 trừ x khi x tiến tới 3 trừ thay vô là 3 trừ 3 bằng 0. Số chia 0 thì ra vô cùng rồi đó. Nha. Rồi x tiến tới 3 trừ thì x sẽ nhỏ hơn trừ, trừ 3 chuyển vế qua. 3 trừ thì x sẽ nhỏ hơn 3, x nhỏ hơn 3, chuyển qua bên phải nhé. 3 trừ x sẽ lớn hơn, lớn 0, dương chia dương thì ra, ra dương nghe. Câu 5, trong hồ có 6.000 lít nước ngọt, người ta bơm nước biển có nồng độ là 30 gram trên lít vào hồ với tốc độ là 15 lít trên phút, chứng tỏ rằng nồng độ muối của nước trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm là ct.
Đầu tiên là chúng ta sẽ bơm ba mươi gram trên lít muối và nước, muối là 30 gram trên 1 lít, được không? 30 gram trên 1 lít. Thằng này là 15 lít. Mười lăm lít thì chúng ta sẽ có được là 30 nhân 15, hiểu không? 30 nhân 15 đúng không? 30 nhân 15 được không? Rồi bây giờ tính lượng muối, lượng muối có trong hồ sau t phút là 30 nhân 15 nhân t, bằng 450 t lượng muối gam, được chưa? Bây giờ là lượng nước có trong hồ sau t phút là, đầu tiên nó là 6000, chúng ta sẽ cộng thêm cho 15 lít trên 1 phút là 15 t, và nồng độ CT, nồng độ thì lấy lượng muối là 450 t chia cho 6000 cộng 15 t. Chúng ta có thể làm đẹp bằng cách chia cho 10, 15 là 30 t chia 15 nhé, là 400 cộng t, 30 t phần, ok, gam trên lít, được chưa? Như vậy là xong câu. Câu A, nồng độ muối trong hồ sẽ như thế nào khi t tiến tới dương vô cùng? Câu B, lim CT khi t tiến tới dương vô cùng sẽ bằng lim t tiến tới dương vô cùng của 30 t chia 400 cộng t sẽ bằng lim t tiến tới dương vô cùng chia t nhé, 30 400 chia t cộng 1 thì sẽ bằng 30 phần 0 cộng 1 bằng 3, 30. Như vậy lượng nồng độ muối trong hồ sẽ là 30 gram trên lít khi t tiến đến dương vô cùng nha. Câu 6, một thấu kính hội tụ có tiêu cự F lớn hơn không? Không đổi, gọi D, D phải lần lượt là khoảng cách từ vật thật và ảnh của nó tới quan tâm ô. Đây là vật thật, còn đây là ảnh của nó đến quan tâm ô. Hình 5, ta có công thức 1 phần D cộng 1 phần D phải thì bằng 1 phần F, hay D phải bằng DF chia cho D trừ F. Xét hàm số GD, D là biến nhé, DF chia D trừ F. Tìm các giới hạn sau đây và giải thích ý nghĩa. Câu A, lim của GD khi D tiến tới F cộng bằng D tiến tới F cộng GD là DF phần D trừ F. Bằng, giải thích nè, vì lim của DF khi D tiến tới F cộng thì thay vô là F bình,
là d tính tới f cộng mà là f nhân f á, là bằng f bình, được chưa? Còn lim của cái mẫu này d trừ f khi d tiến tới f cộng bằng f trừ f thì ra là không, số mà chia không thì ra vô, số chia không thì ra vô cùng. Khi d tiến tới f cộng thì suy ra d sẽ lớn hơn lớn f, thì chuyển vế qua d trừ f sẽ lớn hơn lớn không, lớn không, số mà chia cho không, số mà chia cho không thì sẽ ra là thằng này dương nhé, dương chia dương thì ra dương à. Được chưa? Như vậy khi d mà dòng với f cộng á, thì cái gd này sẽ ra là dương vô cùng, là tính các giới hạn sau và giải thích ý nghĩa và tính luôn nhé, ý nghĩa để đây đây nghe, câu b và tính để nghe. Rồi câu b, lim của gd khi d tiến tới dương vô cùng bằng lim d tiến tới dương vô cùng của df chia d trừ f bằng lim d tiến tới dương vô cùng chia nhé, chia d chia d, còn f này này d chia f, xin lỗi, chia cho x chứ, chia d nhé, d tiến tới dương vô cùng mà chia d thì còn f, đây còn lại một, chia d nhé, trừ f chia d, giới hạn của f thì bằng f, giới hạn của một thì bằng một, giới hạn của f chia d thì bằng d tiến tới vô cùng nhé, bằng không thì bằng f. Rồi tính xong mấy giới hạn thì giải thích là bình thường nha, chúng ta chỉ cần phân biệt được là được. Khi d tiến tới f cộng có nghĩa là d là gì, d là khoảng cách từ vật nha, khi khoảng cách từ vật đến quan tâm ô đó, khi khoảng cách d gần tới f cộng mà khoảng cách từ vật khi vật mà gần vật gần nha, khi cái vật thật á, vật gần bên phải f cộng gần gần đi, khi vật gần f là đây, f cộng là bên lớn f f cộng là lớn hơn f này nghe, đây là khoảng cách f này, f cộng là lớn f chút bên này này nghe. Như vậy khi mà vọt gần bên trái của f bên trái của f lớn nhé, khi vật gần bên trái của f lớn tiêu điểm f lớn á, thì sao nè, d tiến tới f cộng nè, thì khi vật mà gần, không phải f cộng là cái khoảng cách nó lớn hơn f một chút là bên này nè, nghe, là bên trái của f lớn thì cái này ra là dương vô cùng, mà cái này là cái gì, cái này là d phải là khoảng cách từ ảnh đến quan tâm, thì khoảng cách từ ảnh đến ô, đến quan tâm ô á, thì nó sẽ dần tới dương vô cùng dần tới dương vô cùng là rất lớn á. Còn này khi
vọt tiến tới dương vô cùng nhé, vọt rất xa. Khi vọt ở rất xa ô, vọt ở rất xa ô tiến tới dương vô cùng thì khoảng cách từ ảnh, khoảng cách từ ảnh đến, khoảng cách từ ảnh đến ô đúng không, sẽ bằng bằng luôn thằng f được không, khoảng cách từ ô ảnh đến ô sẽ bằng f, hay nói cách khác là khi đó, hay khi đó ảnh sẽ gần với f, f phải không, khoảng cách từ ảnh đến ô sẽ bằng f, hay hay có thể giải thích là ảnh sẽ gần f phải, được chưa? Giải thích theo nó có tên, nó có ý nghĩa rồi, viết sao cho nó ok là được. Rồi như vậy thầy vừa giúp cho các em xong bài số 2. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ đến bài 3 trang 80. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.